giáo phái bí ẩn và lễ trừ tà bạo lực ở Nhật. Mặc dù nổi tiếng là quốc gia an toàn, với tỷ lệ tội phạm mang tính bạo lực thuộc hàng thấp nhất thế giới, nhưng Nhật Bản không phải là nơi không xảy ra tội ác. NTD, mặc dù nổi tiếng là quốc gia an toàn, với tỷ lệ tội phạm mang tính bạo lực thuộc hàng thấp nhất thế giới, nhưng Nhật Bản không phải là nơi không xảy ra tội ác. Câu chuyện dưới đây có liên quan đến một giáo phái bí ẩn và những vụ giết người trừ tà gây chấn động vào thế giới đen tối. Theo nhiều tài liệu, câu chuyện mang màu sắc bí ẩn và kinh hoàng liên quan đến một phụ nữ bình thường tên là Sachiko Eto. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô kết hôn và chuyển đến sống tại một địa phương có phong cảnh đẹp dọc theo sông Abukuma ở vùng Tohoku. Eto làm công việc bán mỹ phẩm, còn chồng là một thợ sơn. Họ có một cuộc sống khá bình thường cũng như bao vợ chồng trẻ khác. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1990 khi chồng của Eto bị thương ở lưng, mất khả năng lao động. Nhàn cư di bất thiện, anh ta dành phần lớn thời gian vào rượu chè, cờ bạc, khiến gia đình ngày càng lâm vào cảnh túng quẫn. Buộc phải bán nhà trả nợ, cặp đôi chuyển xuống sống ở tỉnh Gifu. Tại đây, họ tham gia vào một tổ chức tôn giáo, thực hành phương pháp chữa bệnh bằng đức tin tâm linh. Nhưng một thời gian sau, do sử dụng tên trụ sở của tổ chức vào việc cá nhân mà không được phép nên cặp đôi bị trục xuất khỏi giáo phái. Vì điều này, chồng của Eto bị suy sụp tinh thần và bỏ đi mất dạng vào năm 1992. Từ đây, cuộc đời của Eto có những chuyển biến kỳ lạ. Không còn chồng, phải một mình chăm sóc, nuôi dạy con cái, Eto chuyển đến Sukakawa, thuộc tỉnh Fukushima, cách Tokyo khoảng 100 dặm về phía bắc để tìm phương sinh sống. Cô bắt đầu quảng bá các phương pháp chữa bệnh bằng tâm linh, tự nhận mình là nhà ngoại cảm. Khi lôi kéo được một nhóm những người tin theo, Eto bắt đầu đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như bản thân là một nữ thần, có sức mạnh xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người. Số lượng người theo cô ngày càng tăng, kéo theo những bệnh nhân từ xa đến nhờ chữa bệnh. Hàng xóm bắt đầu khó chịu về những chiếc xe đậu dọc đường và tiếng tụng kinh, tiếng trống tay cô suốt ngày đêm. Tuy nhiên, do sợ bùa phép của Eto từ lời đồn đại nên không ai dám kêu ca, phàn nàn. Chẳng bao lâu, ngôi nhà của Eto chứa hơn chục tín đồ cùng các thành viên gia đình của họ đến sống và hành lễ. Trong suốt thời gian này, các nghi lễ của Eto ngày càng mang tính bạo lực, chẳng hạn nhằm xua đuổi tà ma, giết cơ thể bẩn thỉu, thanh lọc tâm hồn, trục xuất những con quỷ xấu xa. Eto cùng các tín đồ ngoài tụng kinh còn sử dụng gậy trống tay cô để đánh đập những người được cho là bị quỷ nhập. Cô thường sử dụng con gái mình, Zuko, để hỗ trợ việc thực hành nghi thức. Không biết có bao nhiêu người khỏi bệnh, nhưng kiểu trừ tà bạo lực này dường như ngày càng tăng, tội ác bị vạch trần. Thời gian sau, Eto yêu một trong những tín đồ của mình, người đàn ông tên là Tsutaka Nemoto, và trở nên ghen tuông dữ dội khi có một phụ nữ khác để mắt đến anh ta. Bà ta cáo buộc người đó bị ám bởi một con cáo xấu xa và dùng dùi trống đánh cô ta suýt chết để trục con ác thú này. Vào tháng 6 năm 1995, một trong những tín đồ của Eto phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng do thực hành nghi lễ. Bà ta cũng cho biết ông chồng của mình đã biến mất một cách bí ẩn sau khi đến thăm nơi này. Cảnh sát bắt đầu lưu ý đến những hiện tượng bất thường và lời đồn đại chung quanh ngôi nhà của Eto. Khi tiến hành khám xét, nhà chức trách đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện có 6 xác chết đang phân hủy được bọc trong đệm phi tình ở tầng 1, gồm 2 đàn ông và 4 phụ nữ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy họ đã chết cách đây vài tháng do bị đánh đập trong khi thực hành các nghi lễ. Eto cùng con gái của bà ta và một tín đồ khác tên là Mitsu Oshiken bị bắt và bị buộc tội sát nhân. Người phụ nữ sống sót sau vụ bị đánh đập và khai báo mọi chuyện cũng bị giam giữ vì đã tham gia vào vụ bạo hành dẫn đến những cái chết kể trên. Về lý do các cơ thể bị bỏ lại ở đó để cho thối rữa, Eto giải thích, vì các linh hồn chưa chết nên chúng tôi để cho họ yên tĩnh. Thực tế, bà ta và những tín đồ tin rằng các thi thể chỉ đơn thuần ở trạng thái ngủ đông và sẽ hồi sinh khi mùi hôi thối không còn. Trong suốt phiên tòa, Eto khẳng định không ai trong số những nạn nhân bị chết do cố sát mà đó là nghi thức trừ quỷ. Bà ta nói, tôi đã thực hiện điều này như một phần của nghi lễ tôn giáo. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ chết. Trên các phương tiện truyền thông, Eto được mô tả là một giáo sĩ giết người hàng loạt, kẻ giết người bằng dù trống. Ở một đất nước được xem là an toàn điển hình như Nhật Bản, sự kiện này đã khiến người dân vô cùng sốc. Đứng trước vành móng ngựa, Sachiko Eto, khi đó 54 tuổi, tìm cách biện minh rằng các nạn nhân thực tế đã bị ám bởi những con quỷ xấu xa. Họ đã tự nguyện tham gia các nghi lễ trừ tà, mặc dù biết mọi rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ những luận điệu này. Eto nhận bản án tử hình, còn các đồng phạm bị tù từ 18 năm đến chung thân. Người sống sót sau vụ đánh đập và tố cáo với cảnh sát đã bị 3 năm tù giam và 5 năm tù treo. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2012, khi đã 65 tuổi, Setsuko Eto bị thi hành án bằng hình thức treo cổ sau nhiều lần kháng cáo không thành. Sau cái chết của người phụ nữ này, nhiều câu hỏi vẫn ám ảnh mọi người. Điều gì thực sự xảy ra phía sau những cánh cửa đóng kín trong ngôi nhà đó? Tại sao những người này phải chết và tại sao xác của họ bị giữ ở đó để phân hủy? Điều gì đã đưa người phụ nữ từng có cuộc sống giản dị đi vào con đường tâm linh kỳ lạ với những nghi thức hành lễ ghê rợn?
và vì sao đã có nhiều người tin tưởng vào cách chữa bệnh kinh hoàng như vậy. Cho đến đây, đây vẫn là một trong những vụ án giết người liên quan đến tâm linh trùng trợn nhất ở Nhật Bản. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.